Chào các bác nhé, hôm nay nhà vườn Đạt Nhung xin review cho các bác cây nho thân gỗ lùn tứ quý chuẩn giống của nhà vườn Đạt Nhung. Đây là giống nho thân gỗ tứ quý lùn giống mới. Bình thường các giống nho thân gỗ tứ quý bình thường thì trái rất là nhỏ, nhưng mà hàng nho thân gỗ tứ quý lùn giống mới này của bên nhà vườn Đạt Nhung thì trái rất là to mọi người nhé. Đây, trái còn to hơn cả ngón tay cái của em này, trái to như trái trứng cút ấy đó, cả chùm trái. Trên cây vừa có trái to, trái nhỏ, vừa có cả hoa các bác nhé. Đây hoa đây, cái bông hoa của nó cũng to luôn ý, chứ không phải là giống như các bông hoa của cây nho thân gỗ tứ quý với thông thường. Tổng cây thì cả bầu cao tầm 1m4 đến 1m5. Đây bông hoa rất to mọi người nhé. Đây là một loại giống mới mà trên thị trường chưa ai có. Đấy, trái rất là to, trái rất là to và đẹp, và rất sai trái nữa, rất là sai quả. Lá thì nó có cả lá to và lá nhỏ các bác nhá. Những cái lá non mới ra thì rất to này, hạt nhỏ, loại này hạt rất nhỏ và rất thơm ngon, nhiều thịt, ăn ngọt lịm, không có vị chua. Đây là cây nho thân gỗ tứ quý lùn mẫu điển hình của bên nhà vườn em. Nhà em còn có cả cây giống các bác nhé. Cây giống thì là 65.000 đồng một cây. Còn cây to như thế này là bên em đang bán là 1.8 triệu một cây to như thế này. Em đăng giá và báo giá công khai rồi, nên là các bác nào muốn mua thì inbox trực tiếp. Mua nhiều thì có giảm giá, còn mua 1-2 cây hoặc là mua số lượng ít thôi thì bên em vẫn bán giá như em vừa báo nhé. Trái rất là căng tròn và to trái, trái cực kỳ to luôn mọi người ạ. Đây, cái thân cây nho thân gỗ tứ quý này, như cái gốc cây này là đường kính gốc tầm khoảng 4-5cm các bác nhé. Cái giống này là giống rất đặc biệt, nó không phải giống nho thân gỗ 12 vụ, vì nho thân gỗ 12 vụ thì trái nhỏ hơn và các trái thường là có khía, cũng như là lá của cây nho thân gỗ 12 vụ là từ lá nhỏ đến lá to thì nó đều là to to chứ nó không có nhỏ. Còn cái cây nho thân gỗ tứ quý này thì lá non nó rất to và to cực đại, đạt cực đại. Đó, nhìn thì thoáng qua thì chúng ta có thể tưởng là nho 12 vụ nhưng không phải đâu các bác nhé. Đây là nho thân gỗ tứ quý lùn giống mới. Thì các bác nào lấy thì inbox trực tiếp cho bên nhà vườn Đạt Nhung ạ. Nhà vườn ở địa chỉ là khu 31 ha phố Nguyễn Mậu Tài, thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Các bác mua tại đây là giống chuẩn, không qua trung gian, nên mọi người hoàn toàn yên tâm và bên em bảo hành giống đến khi ra hoa kết quả. Cảm ơn các bác đã luôn ủng hộ và theo dõi video của bên em ạ.